Kim Di Đệ Tử chúng đấng xuất gia tại gia hiệp đồng hoàng thể tăng vô nghĩa quyến. Quyến thị Vinh Châu, quyến thị Kim Liên, quyến thị Vinh Đoàn. Tôn nội tôn Trần Quyến Dung Trần Quyến Kế Trần Quyến Ngọc Răng. Nguyên Kim Ngọc, Nguyên Kim Hoàng Anh, Nguyên Kim Thị Trang, Nguyên Tiên Anh, Nguyên Kim Hoàng Liên Trần Ngọc Bích Hồng, Nguyên Ngọc Minh Trang Trần Kim Chi Châu Trần Phương Anh Trần Hoài Tử Minh Thế Phương Tú Tần Tô Trần Nguyên Thang Trần Nguyên Bảo Trần Nguyên Vũ Trần Nguyên Huỳnh Bảo Nguyên Huỳnh Bảo Trần Nguyên Anh Bảo Nguyên Anh Minh Hiệp Hoàng Thể Ngôn Hiếu Châu Tam Gia Yêu Nguyên Nam Thành Tâm Kiên Lòng Đàng Tràng Thiết Lễ Kỳ Siêu Nhập Liệm Cố Chân Linh Phật Phật Tử Thọ Bà Nhi Giới Pháp Danh Huệ Tâm Thế Danh Nguyên Tỳ Sâm Học Năm Lục Tuế Đại Hàng Giáp Thành Niên Cứu Nguyệt Thập Ngộ Những Kiếp Thời Thân Tịch Nhi Chung Tạng từ tôn minh dương liền điện thấm thấm cộng giác hoan quan đồng đồng thùy chiêu giao tiếp đồ phụng vì chân linh phật bằng tờ nguyện tỳ sâm pháp danh huệ tâm nguyện chân linh nương tờ tam bảo lực quy khí phật tiền quy tam bảo tinh pháp văn kinh tất pháp mê đồ hiện sanh tình đồ giáo hương sông đầm bảo giới định tuệ nam mô hương cúng dường bồ tát Tịnh chiên cấu quế tâm nguyên trừ linh tứ đàn trang hương thanh tịnh địa bồ tát nam mô tâm lương địa bồ tát nam mô tâm lương địa bồ tát ma tát giá
Như lai hương linh thừa Phật lực trong thoáng cầu
công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, làm
bang tăng đà ya tăng la ya ghe ra tăng đà ya tăng na ya tăng đà ya tăng nhân tội ra nhân niệm sai thô tùng mộng tường hữu tư sanh diệt tuy nhiên diệt nhiên bất diệt đạt mà tăng chích lý tây quy sanh như bất sanh này thích tôn sống lâm thì tịch nhược phi nhân chân hiệu liệu năng miệng tứ đại tưởng mang trời mô tiếp ma dần dần đời sư đại vị hướng lên chỉ thân đầm lệ tam bảo ta mê bái Phật mê niệm sinh nam các ngõ niệm thương thương thọ tượng thập mùa tuệ tổng vô giáp thịnh niệm đệ tử hoàng thập ngâm mùa nhập thời chẳng hôn chê lên one
Tên đại hạ chủ Bồ Tát Nguyện Huy, còn đại hạ quan kiều khách lô bạc chữ tôi cổ tiếp đồ nhất kiêu phục vi. Thương linh Việt Nam không từ thọ Phật giới Phật nhân huệ tâm cổ màu trắng lưu quân nguyện thì sống. Niềm trên năm ngân ngò, thương nghe thương họ dịch dân tuần nguyên, bỏ tất cả những điều ác nghe, y giả phùng hành, trở về để nhiệm thiền Pháp dở di nguyện. Quá hồ hương bất nhớ đoan sự quảng Pháp Đại Bồ Đề Tâm nguyện tu và làm tất cả những điều thiền nghị giả hành nghề để ta nhiều thiếu tình dở di nguyện. Quá cổ chương linh nè sang 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 sự sự tài tài thế thế quang pháp đại bồ đề tâm nguyện tu độ tất cả mọi loài chúng nghe sanh nè y giả phùng nghệ hành nè truyền tâm tu tình nhớ gì hoan nguyện hương linh nè gì đâu vô,
giờ cái tới cái gì không có hoạt động không? Giờ mà không lên. Ok, đây đây. Chắc là 11 trên nha. 11 trên nha. Mời ơi, đốt 11 trên nha nào. Thank you.
thiên dung đệ nhân sĩ giải bảo mạng tam sĩ giải mê giả giải bảo mạng phụ nhiên mê mê giả ngọc bảo trời cho thân nóng nóng xưa dùng trị chấm dâm dâm nhau bắt dụng dâm hoang giả tài hiện gia chấm niên nghe sàng giả roi tự lăng vui thủ sông sáng trăm dòng nghênh ngang tạm phương nó đủ không có ai ảo không có mầm bồ sợ trăm bề ngày hôm nay nhân ngày cầu siêu hương linh cổ màu toàn thể gia quyền nghe thiệt là hiện tại cho con thân tình tiện thị âm linh cô nguyện cầu đào lộ hân con âm siêu dương thời sự chứ âm linh đô hồ ơi hơi chứ âm linh cô hồ hoặc hồn ở đâu cánh ngón cò hoặc hồn ở bụi sỏ cánh đó hoặc hồn ở lực lạc đà mê sinh hoặc hồn phá hoàng nào thái mồ hoặc còn dài chặt trái ngõ ngần quyền a như ông em có hôm nghe lời triệu tình thì lái từ đàn tiên thò tai hưởng được chứng trí lòng thật trái chủ quyền cầu toàn gia trái chủ thân cung đã kiện mà về bình an việc lành đem đến việc dự xua đi đến dưới thần hoa trong ấm ngoài hiên tài hiên quang tiếng mù cọc phong yêu thương mãi anh không sợ nguyện tùng tâm sợ cầu như ý nhập nhập biến thiên ngã thiên biến và biến thả tùy nguyện ngã sợ thân nề thế xúc ngã thế thank you.
Mẹ với quý vị đã bệnh viện ra đi,
ra đi trên miền đất của hiện thế. Ngày hôm nay mẹ quý vị đã nằm xuống như hạnh phúc thay, bà đã được quy y Tam Bảo, được chư tôn thiền đức tăng ni về tại tăng gia để tụng kinh trì chú niệm Phật. Và một phước duyên hơn nữa là cụ bà có người con gái thứ hai cũng đã từ bỏ những tình cảm riêng tư để trở về quy y với Tam Bảo xuất gia tu Phật. Từ bi của người con Phật là phù giúp nhà chùa trong việc nuôi dạy các trẻ em mồ côi ăn học nên người. Đó cũng là một pháp tu, tu hạnh từ, hạnh bi, học theo hạnh của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, lắng nghe cuộc đời, lắng nghe những đau khổ, những buồn vui của cuộc đời, để từ đó ứng dụng mà tu tập. Tối hôm nay là buổi tối cuối cùng, để rồi sáng mai nay, tất cả con cháu, nội ngoại, trong thân sẽ đưa điện hương linh đến nơi hòa táng. Để tưởng nhớ đến hương linh, cũng như nhớ đến công ơn sinh thành thẳng dục ấy, và còn để thể hiện tình pháp lữ của chư tôn đức, của quý thầy quý cô tại chùa Vũ Lâm, chùa Lỗ Sơn, chùa Quảng Đức và chùa Diệu Pháp. Hôm nay vì tình pháp lữ đối với sư cô Thích Nữ Hạnh Huệ, cũng nghĩ đến cái thâm ân, cái tình cảm của những người bạn đồng tu hôm nay về đầy đây đối trước linh đường của hương linh bên thân mẫu của sư cô. Chư tôn thiền đức rất xin được đốt nén tâm hương nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thì tự gia hộ cho hương linh phát tâm bồ đề rộng lớn, sớm về cõi Phật hưởng cảnh thanh bình, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo tác đại chứng minh. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức Thăng Long trước Phật tiền và thỉnh ngọn nến thiêng liêng từ bằng Phật, sau đó truyền đến chư tôn đức, rồi truyền đến quý thiện nam tín nữ Phật tử trong tăng môn hiếu viếng, để tưởng nhớ một người mẹ, một người bà cả cuộc đời này đã hy sinh cho gia đình. Giờ phút thiêng liêng này, chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Pháp Thiện Tri Sự Chùa Diệu Pháp tỉnh Đồng Nai thỉnh ngọn đến từ bằng Phật truyền đến chư tôn thiền đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng về ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng con thấy quý tôn đức từ từ đón nhận ngọn nến từ bi trí tuệ từ bằng Phật truyền đến với chư tăng, biểu hiện truyền trong thuộc diện ánh về người mẹ, về người bà của mình, để toàn thể tâm mong hiếu viếng hãy nâng niu ngọn nến đó, ngọn nến tình thương mà mẹ của mình, bà của mình đã suốt cuộc đời gồng gánh cho con, cho cha lần nào. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, chứ một lần nào mà tưởng nhớ đến công ơn. Thế này, ngày nay đây, toàn thể tâm mong hiếu viếng nữa của bà tình thương yêu của bà, của mẹ, đối với sự che chở của chư tôn đức đối với chúng con. Xin mời sư cô Thích Nữ Hạnh Huệ đối trước linh tiện của bà, xin đọc bài cảm niệm về ân đức của bà, của mẹ mình đã hy sinh cho mẹ. Anh đã có Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể cô bác thân bằng quyến thuộc gần xa, thân mẫu chúng con là cụ bà Nguyễn Thị Sâm, pháp danh Huệ Tâm,
Từ trần ngày 15 tháng 9 năm Giáp Thìn hưởng thọ 95 tuổi. Trước giây phút ngàn thu vĩnh biệt này, chưa biết tam quyến chúng con có đôi dòng tưởng niệm về người mẹ hiền khả kính. Với tấm lòng kính tiếc, kính lạy mẹ, chỉ còn đêm nay nữa thôi, toàn thể chúng con sẽ ngậm ngùi đưa tiễn thân xác của mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Để rồi từ đây sẽ mất mẹ mãi mãi, chúng con nhớ lại những ngày khó khăn mẹ lam lũ để cho chúng con có cuộc sống bằng bạn bằng bè. Những cuộc vui chơi của chúng con đó là những giọt mồ hôi, nước mắt của cha, của mẹ. Vì chúng con còn nhỏ dài, chưa hiểu được hết những lời chỉ bảo của mẹ. Có khi chúng con bị mẹ la thì lại buồn tủi giận hờn. Mẹ một đời dầm mưa dãi nặng, chịu bao nhiêu khổ cực cuộc đời, đến năm già hằng nên nhân khổ một lớn khôn. Về cuộc sống mưu sinh mọi người một nơi, nên ít có thời gian cận kề chăm sóc. Vậy mà mẹ chưa một lần nào hồn chết, chỉ luôn âm thầm mong con cháu bình an. Những ước mơ nhỏ nhoi như muôn, nghe tiếng con cháu trò chuyện qua điện thoại, muốn nắm rõ tình hình cuộc sống của con cháu để làm niềm vui mà thôi. Khi chúng con nghe tin mẹ mất khoảnh khắc ấy, bầu trời như sụp đổ, nghẹn lòng tưởng của mình. Con vẫn là con của ba, là con của mẹ, nước mắt con vẫn chảy khi nghe mẹ không còn nữa. Mẹ ơi, chúng con chưa một lần nào cầm đôi bàn tay cha, cầm đôi bằng cả tấm lòng, bằng cả tình thương mà mẹ có dành cho con. Chúng con mỗi khi con khát thề ăn, thì mẹ lại người rót từng giọt sữa ngọt mới cho chúng con từng mũi cháo miếng cơm. Khi con đòi ngủ thì mẹ vẫn chính là người kề cạnh để đem lại giấc ngủ an lành cho chúng con. Mẹ già hơn trăm tuổi vẫn còn thương con 80. Đóng đến giữa tương lai hạnh phúc của chúng con, mẹ ơi, con nguyện chúng con chỉ là những giọt nước, những đơn sống ảo ảo đến khi tiên vô tình quãng lòng đời chờ những cơn sóng vỗ về. Kính thưa mẹ, hôm nay có được cũng chính là những gì mẹ đã ban tặng cho chúng con. Mẹ luôn luôn lam lũ vất vả một đời bằng đôi tay thô ngày ngày trang sạ, và bằng cả đôi bàn chân chân rung rẩy, những mẹ vẫn vững vàng từng bước để dìu dắt chúng con đi. Nhưng chúng con vẫn vẫn thờ ham chơi với bố mẹ, chúng con không hay biết gì. Thời thế chúng con còn rất nhiều lần làm cái dòng nước mắt của mẹ chảy dài trên đôi má, vì chúng con ham vui luôn chạy theo những thú vui tạm bợ của cuộc sống đây mà con cho đó là hạnh phúc lẽ phải. Những lầm lầm đạo đức làm người để mong cho chúng con mong lớn lên người có sự nghiệp công danh với đời để trở thành những người có ích cho xã hội. Vậy mà chúng con không thích lắng nghe mà ngược lại chúng con có thái độ hành động cải lại bằng những ý với những cái lần mẹ bảo mẹ phải buồn lòng, phải nhiều biết bao tiếng lời xấu xa của vì chúng con. Mẹ ơi,
đến cuối cùng. Thân thể của mẹ còn ở cõi đời này thôi. Ngày mai chúng con phải đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng trên mảnh đất của thiên thế. Mà chắc chắn suốt cuộc đời của chúng con không bao giờ còn thấy hình ảnh của người mẹ thương thương, người mẹ mà đứng đợi chúng con về. Từ nay chúng con mồ côi cả cha và cả mẹ. Cha, mẹ ơi, chúng con phải xa cha mẹ thật rồi. Hôm nay chúng con đang ngọn đăng thiêng liêng này gửi đến cha và mẹ. Xin cha mẹ yêu mến nơi tình lặng. Chúng con xin hứa sẽ luôn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Xin cha mẹ yêu tâm và chứng minh cho tấm lòng hiếu thảo của chúng con. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ về nơi bạn đang tiền của mình. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo công. Thưa quý vị, thương cha nhớ mẹ, đó là tình cảm đã thiêng liêng của tất cả các người con. Xin các đức cha mẹ cùng cũng xin gửi lời gió và đến đây để mà chia sẻ những thương vong của ngày mai đến nơi mà chúng tôi.